Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay các bạn có cơ hội để sở hữu được em đẳng cấp là Heroic không tốn một xu luôn. Chỉ cần em lửa và em điện thôi các bạn à, quá tuyệt vời đúng không nào. Và ở đây thì sự kiện ngày hôm nay, sự kiện ngày hôm nay gần hết rồi các bạn à. Bây giờ anh em chúng ta chỉ còn 7 tiếng 30 phút nữa là sẽ hết cái sự kiện này. Cho nên đó là mình sẽ cố gắng lấy cái con đẳng cấp E này nha. Muốn lấy con này thì mình còn thiếu 300 điểm nữa. Bây giờ thì chúng ta phải đi đào đâu đó ra 300. Đi đào ở đâu đây? Ở đâu đây? Để mình xem nha. À, chúng ta sẽ bán cái con này nha các bạn. Sell. Ok. Rồi, mình sẽ cho ra là mình có được 180 điểm. Và bây giờ chính thức đưa em đẳng cấp lên cấp E về tem. Wow, chỉ là cấp E thôi nhưng mà bạn ấy thì khá là hậu báo đó. Hiện tại đó thì mình, để mình tính toán xem, điểm coi của mình còn khá là ít luôn. Rồi, ok, và bây giờ thì chúng ta sau đây thì mình sẽ đến với, hôm nay đó thì mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về ba nhân vật rất là đặc biệt luôn. Ba nhân vật này có một cái màu xanh huyền thoại. Ba con đều là màu xanh hết nha mọi người. Wow, và bà mẹ thiên nhiên này thì mình định cho nó lên level 40 nhưng mà không đủ thức ăn rồi. Rồi, hiện tại thì chúng ta sẽ đành phải mang ba em đẳng cấp này. Hai em là Legend, một em đó là Heroic. Wow, Legend nhưng mà con này thuộc dạng Titan cho nên chúng ta khá là ngon cơm. Mới vào thôi, đội hình tem bạn mình thấy khá là cay cú luôn. Mình sẽ bắt xe nhẹ với tuyệt chiêu này, tuyệt chiêu lá. Wow, tên bạn thì có 19.000 thôi, chúng ta không quá phải âu lo về bạn này rồi. Thành viên Happy tên bạn đang 2 sao. Mình muốn xử lý em này thì phải làm sao đây? Tuyệt chiêu nước nha. Seji. Ok, bé này là bé trâu. Và chúng ta sẽ xử lý nhẹ nhàng bằng mẹ thiên nhiên ha, để thử xem. Xem là mình có đủ sức để hạ gục cái bạn này hay không. Hiện tại thì tốc độ đang là nhân 3 cho nên các bạn nhìn hình ảnh khá là nhanh. Tới luôn. Ba mẹ thiên nhiên của mình thì level 39, tên bạn thì 38, hai con gọi là sang sát nhau. Mình sẽ cho một cái kết đi ha. Tiến lên. Wow, và cuối cùng thành viên mẹ thiên nhiên đã bị hạ gục knock out. Bây giờ mình sẽ mang cái bạn gọi là Titan. Tới luôn bạn gì ơi. Wow. Và đây là thành viên full free. Như mọi người đang trông thấy, bạn này thì mới có chữ B trừ thôi và phải đại chiến với một em đẳng cấp là Heroic. Rất là khó khăn và khó xử cho bạn này. Chúng ta đành phải tốn một viên game để triệu hồi lại. Thành viên full free cố lên. Hiện tại thì đang ngàn cân treo sợi tóc. Trận này là mình phải nhờ tới một viên game nữa. Coi như là mình đem 4 con mà đi quýnh 3 đó các bạn à. Đây là hiệp thứ 2. Thử thách ngày càng sẽ được tăng lên. Độ khó sẽ được tăng cao lên khi mà gặp những đội hình đẳng cấp. Ở đây đó thì mình sẽ mang bà mẹ thiên nhiên lao ra nha. Do đội hình của mình khá là bèo như con mèo cho nên mình sẽ nỗ lực hết sức luôn. Tuyệt chiêu đang được tăng gấp đôi sức mạnh. Dứt điểm thành công chỉ với một hit. Rồi, với bé này thì mình sẽ cho cái bé phun phi này ra chơi tay đôi luôn ha. Mình thua chữ người ta luôn các bạn à. Level đều là 30 nhưng mà mình thua về chữ. Mình hơn về sao. Mình được 3 ngôi sao nha. Rồi, hai trận liên tiếp đã win nhẹ. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái trận thứ 3. Đây, trận thứ 3 mình sẽ làm một cái điều gì đó bị hai. Ok, mất bộ giáp rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với mẹ thiên nhiên. Wow, tên bạn đang còn khoảng 19. Tới luôn. Một em đã lên dẻ. Ginny đang lao ra vào lần này là khủng long. Một trong những em khá là hộ báo. Em này thì lượng máu lên tới 72.000. Lượng máu nó cao nhất luôn các bạn à. Cao nhất trong các con của mình. Không có con nào mà cao hơn luôn. 72.000 máu. Rồi, chúng ta đã hạ gục thành công. Bây giờ là đến Annie. Annie này đó thì không biết là mình có thể ăn được hay không. Thật sự mà nói thì con này đẳng cấp là Heroic và Max Level rồi. Không có bé trâu thì dường như là khá là khó khăn. Gọi là sống xa anh chẳng dễ dàng.
Thiệt tình mà nói là sống xa anh chẳng dễ dàng tí nào luôn. Lần này lại tốn một viên gem. Tên bạn đang còn khoảng 13.000 và chúng ta đang trông chờ vào sự may mắn ư? Không, đây là tính toán. Khả năng tính toán vô cùng bá đạo để giành được chiến thắng trong trận này. Rất là thú vị. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái hòn đảo thứ hai của HNT nha mọi người. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Ở cái hòn đảo này thì chúng ta còn phải đi thu hoạch nha. Đó. Rồi và bây giờ mình sẽ vào tới cái khu vực đây, chúng ta sẽ đi thu hoạch thêm những bé yêu này nữa. 600, 300 mấy. Hai em nào đang yêu nhau hả? Đây, hai em này đang yêu nhau. Cho áp trứng bị full rồi cho nên chúng ta không ra được. Ở đây thì mình sẵn sàng summon ra một con mới nha các bạn. Con này sao nó không ra ta? Chắc là thiếu cái chỗ ở chưa đủ à. Rồi, ở đây đó thì chúng ta có thể summon ra một cái bạn mới nữa đây các bạn. Nào. Phải đưa em này ra khỏi đây mới được. Ở đây là nó cần có ngôi nhà đinh ốc hay là cái nhà này. Ok, khá là khó. Đây chúng ta còn phải đi kiếm nhà cho nó. Nhà đinh ốc. Nhà đinh ốc là cái nhà nào vậy ta? Cái nhà nào vậy ta? Ok, mình sẽ ra mình coi mình dọn nhà cái đã. Ta đang thiếu nhà rồi. Đây. Đây là cái hòn đảo nhỏ bé. Rồi, chúng ta còn phải đi kiếm nhà đinh ốc. Đây, cái nhà đinh ốc. Đây, mình dọn bớt mấy con trong đây ra nha. Ở đây đó thì để mình dọn thử con này xem. Moss. Không có chỗ để đi. Gọi là nó có chỗ để đi thì nó mới nhảy ra. Còn nó không có chỗ để đi là nó sẽ núp trong đây luôn. Đây là khỉ, vô khỉ ca. Không đi các bạn ơi. Gọi là hòn đảo của mình nó đang thiếu chỗ, thiếu nhà ở. Rồi mình sẽ vào mình đi mua nha. Đây thì chúng ta sẽ đi mua nhà. Nhà đinh ốc đâu rồi? Đây. Rồi xây dựng lên. Chờ thời thôi. Còn ở trong đây thì để mình xem có con nào nữa không. Wow, em này thì khá là đẹp luôn. Mà con này mình nhớ mình có rồi cho nên cũng không cần giữ lại đâu. Mình có rồi nhưng mà chắc chưa quá các bạn ơi. Tại vì mình thấy là trong cái khu vực arena không thấy mặt chú ấy. Đây. Khu vực arena là khu vực này, nếu như mà mình có sở hữu rồi thì nó sẽ nằm trong đây. Nhưng mà hiện tại thì không có cho nên mình nghĩ chắc là chưa. Và bây giờ hôm nay mình sẽ vào cái khu vực arena này để đại chiến cho các bạn xem cho vui nha. Tên bạn vẫn có một em level 30, 20 và con này mới cấp 7 thôi. Mình nên mở cái khiên lên để tăng một cái lượng sức mạnh cao cao xíu nha. Đây. Rồi chúng ta sẽ đến với khu vực arena. Action. Tới luôn. Wow, Danny. Chỉ với một hit thôi, tên bạn đã hạ gục mất thành viên tên mình. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn một bạn thánh cây mà thôi. Bạn thánh cây này sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là cưa tên bạn. Wow, với chữ B cộng thì dường như bạn ấy đang khá lợi thế so với mình về lượng sát thương. K này có bộ căng với mình đây, 5.000 mấy. What? Chỉ với một hit thôi là bạn ấy đưa mình về dùng bình yên luôn. Wow, không thể tin được. Bây giờ thì rõ ràng là các bạn đã thấy được cái chữ nó lợi hại như thế nào rồi đó. Cái chữ phải nói ra. Oh my god, chúng ta đã lên tới chữ C rồi các bạn ơi. Sau bao nhiêu giờ vất vả thì mới leo lên được tới đây. Trả một cái giá cũng khá là đắt luôn rồi. Rồi, sau khi gẹo chọc trong khu vực arena thì anh em mình sẽ ra ngoài đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau. Ô, mình đang còn được khoảng 500 điểm đó các bạn. 500 điểm coi và mình vô mình chơi luôn nha. Action. 500 điểm coi này mình sẽ cố gắng mình lấy lấy con bé yêu nào đây. Con này mình nhớ mình có rồi nè. À, mình đi lấy rương các bạn ơi. Mình không có lấy đò lấy con mà mình lấy rương vì con này có rồi. Được 20 cái này hả? Mình lấy rương đi, rương đó là rương con nào ngon nữa không? Đây, cái rương này cũng ngon nữa nè. Ok, wow, được 10 điểm rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta đi kiếm lấy con tiếp tục.
con này là tới chiếc rương này hả? Chiếc rương này thì chúng ta sẽ có được cái gì? Mình còn thiếu khoảng 45 điểm nữa. Rồi còn chiếc rương nào nữa không? Chim ruồi. Về em chim ruồi này thì sao? Những chiếc rương này thì nó khá là bèo, không có gì gọi là ngon hết các bạn ơi. Phải vượt qua em chim ruồi này mới rớt tới em kia được. Em này thì rương cũng tào lao không hà. Rồi, vậy thôi mình đã dành 200 điểm luôn. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha. Đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà hai anh ta ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và lịch ra video của mình vẫn như thường lệ là 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ cố định luôn. Anh em chỉ cần lên YouTube gọi chữ HNT Channel tên đầy đủ, và HNT là tên thiếu thốn một chút xíu. Các bạn gọi tên đầy đủ thì chắc chắn nó sẽ ra những tập mới nhất. Còn cái tên mà thiếu thiếu một chút xíu thì có khi nó ra, có khi thì nó không ra, thì các bạn hãy gõ luôn đầy chữ nguyên chữ nha. HNT Channel. Và video này cũng khá là dài rồi, và HNT xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.